Hôm nay ba anh em mình vâng lời bà Yến và bố mẹ ủng hộ số tiền mừng tuổi của ba anh em mình cho các bạn ở khu cách ly. Các anh em có đồng ý không? Rồi, hôm nay anh em mình từ gói bánh kẹo để gửi cho các bạn ở khu cách ly Covid-19 nhé. Ok anh, hai anh em mình gói lại đây rồi nhé. Mình làm trong chống này mong muốn gửi tới các bạn, mong cho dịch bệnh nhanh qua đi để chúng ta được sống trong yên bình và sớm được cấp sách tới trường. Các bạn cố gắng lên nhé. Con xin gửi lời chúc sức khỏe tới các y bác sĩ và đặc biệt tới các bạn nhỏ. Con biết rằng trong mưa thì có rất nhiều các bạn nhỏ, con mong rằng các bác sĩ chăm sóc các bạn thật tốt để các bạn có thể sớm được về nhà đoàn tụ với bố mẹ. Chính Phật bảo như vậy là châu báu thủ diệu. Mong với sự thật này được sống cho hạnh phúc. Con xin cảm ơn bà Yến đã dạy cho con biết nói lời động viên các bạn nhỏ đang ở trong khu cách ly. Con cảm ơn bà Yến ạ. Con cảm ơn bà Yến. Chúng con cảm ơn bà Yến. Chúng con yêu bà Yến rất nhiều. Con xin chị em bà Yến vì bà Yến đã khuyến khích con và các bạn là con bộ phận tổ trong câu lạc bộ Cúc Vàng viết thư làm thực tiện để gửi tới các y bác sĩ. Bác sĩ ơi, hãy giữ gìn sức khỏe, cố lên, cố lên. Thank you.